một trong những khoa có bề dày lịch sử lâu đời, có uy tín hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu văn học. Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức vững vàng, có tinh thần dân chủ, khoa học, nhân văn về văn học nghệ thuật, phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Nơi đây cũng là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ngành văn học trưởng thành và có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn học nước nhà cũng như các ngành nghề khác trong xã hội. Ngành văn học của chúng tôi thì vốn là một ngành có bề dày truyền thống trong việc đào tạo một cái lĩnh vực khoa học cơ bản và lĩnh vực văn học với rất nhiều những cái nội dung về lý thuyết, lý luận văn học, về lịch sử văn học Việt Nam và nước ngoài, cũng như là những cái vấn đề thời sự của đời sống văn học. Trên nền tảng truyền thống rất là vững chắc của một ngành khoa học cơ bản như vậy, chúng tôi đã lồng ghép và đưa thêm những cái học phần mà nó có tính ứng dụng cao hơn. Ví dụ như những cái học phần mang tính hướng nghiệp như là về dịch văn học, về biên kịch điện ảnh truyền hình, và rồi lại cung cấp cho các em những cái kỹ năng như là kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm. Và những cái học phần thì ngày càng cập nhật hơn với những cái xu hướng nghiên cứu cũng như là ứng dụng văn học nghệ thuật vào trong đời sống. Bên cạnh việc học tập những cái tri thức trong chương trình đào tạo một cách bắt buộc ấy, thì là sinh viên ngành văn học còn được học miễn phí các khóa học bổ dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn bị cho các em trước khi ra trường. Ví dụ gần đây thì chúng tôi đã tổ chức những cái khóa tập huấn về kỹ năng báo chí, kỹ năng biên tập xuất bản, kỹ năng viết content, kỹ năng thuyết trình và bảo vệ ý tưởng, rồi là một loạt những cái kỹ năng hỗ trợ trong việc tìm việc như là kỹ năng phỏng vấn, trả lời phỏng vấn hay là kỹ năng viết CV để chinh phục nhà tuyển dụng vân vân. Vì thế sinh viên ngành văn học những năm gần đây, theo khảo sát của nhà trường thì sinh viên ngành văn học là một trong những cái ngành học mà có tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường tốt nghiệp thì đã tìm được cái việc làm với tỷ lệ cao nhất. Một số những cái lĩnh vực nghề nghiệp mà nó có nhu cầu cao thì các em có thể làm việc ngay trong quá trình đang học tại trường. Theo cái truyền thống của khoa văn học thì sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở những cái lĩnh vực như là nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, rồi là giảng dạy về văn học ở các trường phổ thông và các trường cao đẳng đại học. Tuy nhiên là những năm gần đây thì cái lĩnh vực nghề nghiệp của khoa văn học đã được mở rộng thêm rất nhiều ngoài nghiên cứu và giảng dạy văn học, đó là làm về báo chí, làm về truyền thông, làm về biên tập xuất bản trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Và những năm gần đây nữa thì các anh chị cũng có thể thấy là cựu sinh viên ngành văn học thì họ rất là thành công trong cái lĩnh vực là sản xuất nội dung số, sản xuất nội dung trong cái môi trường số ấy, và xây dựng những cái kịch bản của điện ảnh và truyền hình. Và chúng tôi rất là tự hào là cựu sinh viên ngành văn học thì đang là những biên tập viên và các nhà biên kịch rất là nổi tiếng và có những cái bộ phim mà chúng tôi gọi là những bộ phim quốc dân mà cả nước biết đến ở trên truyền hình, như là Về Nhà Đê Con, Hướng Dương Ngược Nắng, rồi Hương Vị Tình Thân vân vân, những cái bộ phim mà cựu sinh viên ngành văn học là những tác giả kịch bản đấy. Và đấy là một cái lĩnh vực mà thế mạnh của khoa văn học những năm gần đây, bởi vì ngành văn học không chỉ học về văn học mà còn là học về văn hóa nghệ thuật của cái đời sống rất là rộng lớn, và các bạn ấy được cung cấp những cái kỹ năng để có thể làm việc rất là tốt trong các cái lĩnh vực hiện đại của đời sống văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Các em sau khi mà kết thúc năm thứ nhất mà nếu mà đáp ứng được những cái yêu cầu về kết quả học tập thì các em hoàn toàn có thể học thêm một bằng kép ngay tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc là các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như là Đại học Giáo dục, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật vân vân. Thì đấy cũng là một cái lựa chọn đa dạng hơn khi mà các em có ưu thế khi mà các em học ở trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh viên năm nhất thì chúng mình đã có cơ hội tiếp cận được nhiều khoản học bổng từ khoa cũng như của trường. Đặc biệt là từ năm học 2022-2023 thì những sinh viên xuất sắc nhất của khoa văn học sẽ có cơ hội nhận được học bổng thu hút tài năng của Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm các giá trị như là miễn phí học phí, được ở ký túc xá miễn phí, được ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình tư vấn nhà khoa học, được ưu tiên xét các học bổng khác,
và được hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu 2 triệu đồng một tháng. Là một sinh viên khoa văn, mình rất tự hào khi mà mình được tham dự những cái buổi hội thảo, mình được gặp gỡ những nhà văn, những tác giả lớn trên thế giới, đến từ Anh, đến từ Pháp, đến từ Mỹ, đến từ Bỉ. Ngoài ra còn đến những nhà văn đến từ Đài Loan, Nhật Bản. Điều này giúp cho mình hiểu rõ hơn không chỉ là về nền văn học của từng quốc gia mà mình còn được hiểu những nền văn hóa trên toàn thế giới. Ngoài ra là một sinh viên khoa văn, mình được giao lưu, gặp gỡ với những bạn sinh viên quốc tế trong từng học phần của lớp học. Chúng mình còn được tham dự những buổi học tập, những buổi tập huấn về những kỹ năng như là kỹ năng viết báo chí, kỹ năng viết kỹ năng xuất bản, biên tập, kỹ năng viết content hay là kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng. Và điều này chính là những cái nền móng giúp mình vững vàng hơn khi mà bước chân vào thị trường lao động. Các em học sinh trung học phổ thông thân mến, viết lách là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và nếu các em có sự quan tâm đến văn học, văn hóa, nghệ thuật, cũng như là muốn phát huy cái khả năng đọc, khả năng viết lách của mình, thì các em hãy lựa chọn khoa văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đến với ngành văn học, các em sẽ được khám phá một chân trời tri thức rộng mở về văn học, văn hóa và nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại, từ trong nước đến thế giới, và phát huy được khả năng sáng tạo cũng như những đam mê đối với ngành văn học. Chúc các em có được kết quả cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, và khoa văn học luôn mở rộng cửa để chào đón các em như là một tân sinh viên của ngành văn học. Xin chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Khoa văn học luôn luôn rộng mở cho đón các em đăng ký xét tuyển để trở thành tân sinh viên ngành văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.